Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày đầu năm 2021 và hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình của một nhà khách hàng tại xã Cát Trù, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây phía cái bên ngoài ngôi nhà khách hàng đây, thì hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao cho khách hàng một cái bộ ghế phòng khách. Đây, cái không gian nhà rất là đẹp quý vị này. Khuôn viên nhà cũng như là nhà rất là đẹp. Đây. Vâng, anh nhà bá tên gì cháu lại quên tên này bá nhỉ? Yên Quỳnh. Nhà bá Yên Quỳnh tại Cát Trù, Cẩm Khê. Đây là bá chủ nhà ở bên trong này, có bàn giao một bộ ghế đây. Bá có cái bóng điện bật. Bật thêm cái bóng điện cho nó sáng. Cái dưới hơi tối, trời tối. Trước mặt quý vị là hình ảnh bộ bàn ghế Tân Thủy Hoàng nhé. Bộ ghế này kích thước là tay 12 và bao gồm có 6 món, chất liệu gỗ hương đá. Vừa bàn giao gia đình nhà khoảng khách của nhà khách hàng đây, nhà bà Yên Quỳnh. Tôi có quay lại cái video clip làm một kỷ niệm gia đình. Rất là vừa rồi. Tương đối vừa vặn đấy. Cái nhà này khách đến đông lắm. Thế hỏi nhiều không? Cái này sơn nhưng mà nó đúng là nó vẫn giữ nguyên màu gỗ là chính bác. Sơn tương đối thôi, sơn bóng thôi. Toàn cảnh nhà, gia đình nhà, khách hàng quý vị nha. Khách hàng nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới xưởng đầu gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê này. Số điện thoại là 0987 51086 và website là đầu gỗ tùng8.com. Ok, xin chào mọi người.